Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu thanh lý tiếp cho anh em một bộ thớt công suất Victor. Con này nó là 4 thớt, trong khi đó thớt CD là thớt rời anh em nhé. Anh em hoàn toàn có thể mua rời thớt CD này, em cũng bán rẻ rời nhé. Thớt CD rời nên bán cho anh em 1 triệu nhé. CD cực kỳ ngon luôn. Đấy, cơ ra vào nhanh, buông tay nhận đĩa luôn. Mắt đọc rất là ngon nhá, không vấp váp nhá, đĩa trợ, đĩa chép, đĩa nào cũng chạy luôn. Đấy, nhận bài rất nhanh nhá. Đây đang dùng đĩa trợ nhé. Này, bài 3, bài 4 này. 5, 6 này. 6 này. Đấy, dùng CD ngon, tuyệt đối luôn. Cassette ngon nhá. Đây, cassette này. À, chạy này. Chạy đi nhá, chạy lại này. Cassette này, cửa A này, cửa B này. Chạy đi này, đây chạy lại này. Đây. Cassette ngon hết anh em nhé, tất cả nó hoàn hảo, tất cả cái tính năng luôn nhé. Đây, về đeo ích cắm điện thoại này, núm nít êm ru nhá. Đấy, chỉnh cần gạt êm ru này, tắt hết này, mở từng cần một lên này. Đấy, EQ ngon hết nhá. Tắt mở EQ đây này. Đấy. Đấy, tắt EQ này. Tắt EQ nhá, mở EQ này. Tiếng lên khác bọt hẳn. Đấy, EQ là linh hồn bộ dàn này, khi anh em bật EQ lên cái là âm thanh nó vượt trội hơn hẳn luôn, có một trời một vực. Đấy. Nó tách bạch hẳn nhá, anh em cảm nhận nó rõ rệt luôn, nên gọi là một trời một vực chứ không phải là một chín một mười nữa. Riêng EQ anh em bật lên nó là một trời một vực luôn. Đấy, quay đây anh em để ý này, ba cái thớt trên là ba cái thớt nó liền cục nhau nhé. Đấy, thớt dưới này là cái thớt CD rời này. Đấy, ba cái thớt trên này ấy. Đấy, ba thớt trên này để cho anh em 1.860.000 nhá, 1.860.000 nhá, có EQ, có đèn dâng đẹp sáng nhá, chỉnh rất hay và có cassette chạy ngon nhá. Đấy, đây ngoài ra còn một đúng super bass này anh em, đẩy cái lực bass lên rất là mạnh nhá, nó rầm rầm lên. Nghe rất là phê luôn. Đấy, đây là nút ba lăng trái phải này. Em đánh cho anh em là cặp bass 30 này này, đánh căng cực luôn. Đánh rầm rầm luôn. Thấy nhá, bên trong này mạch máy anh em nhìn này. Đây bên trong là cái cục công suất nhá. Anh em nhìn nhá, đẹp keng nhá, không một hạt bụi nào luôn. Bụi bặm nó không bám đâu. Rất là đẹp nhá. Nói chung sạch sẽ, nói hàng bãi nó sạch sẽ, nó không như hàng bờ nhá. Đây. Phía sau tổng quan nó đây. Đây tay có mồ hôi sờ vào đây nó tạo thành cái vết mồ hôi đây này anh em thấy không? Đấy. Cơ đâu là rất là đẹp nhá, nó không có hoen gì cả. Lau đi thôi. Đấy, lau đi. Đây nhá, phía sau đây nhá. Phía sau của nó này, phía sau của bộ này thì em đây nhá, chuẩn Made in Japan sản xuất tại Nhật này. Công suất tiêu thụ điện của nó chỉ 98W thôi nhá. 98W nhưng mà nó đánh tương đương với những cái chiếc âm ly Jaguar 250W. Jaguar 203 xịn đấy nhá. Con này đánh tương đương với những con Jaguar đấy, đánh rất là khỏe luôn nhá. Công suất tiêu thụ điện nó ghi nhỏ nhỏ thôi, đánh rất là khỏe đấy. Tại vì điện nó 100V nên là công suất tiêu thụ nó nhỏ hơn so với điện 220V. Đấy, đây là cầu cắm loa anh em nhé. Cắm loa này. Đấy, đây đường tín hiệu vào này, đường video X này là để cắm điện thoại máy tính vào này. Đấy, còn đường CD này này là có dây kết nối từ cái đầu CD này lên trên này. Nó có đường CD đây anh em nhé.
cho anh em lấy đủ đủ bộ là em cho đủ dây luôn nhá. Và cho luôn anh em một cái dây điều khiển này nhá. Đây cái dây điều khiển này. Dây điều khiển này là điều khiển từ cái thớt chính này đi xuống thớt CD này, để khi mà mình ví dụ mình đang nghe video X chẳng hạn, mình bật cái play CD cái thì nó tự động chuyển về chế độ CD mình chạy luôn nhá. Là nó qua cái dây điều khiển này. Đấy. Đấy. Đây là nguồn của nó nhá, nguồn của nó đây. Đấy, nguồn thì anh em chỉ cần cắm nguồn chính vào đây nhá. Cắm nguồn chính này. Cắm nguồn chính để đi vào đây. Đấy, còn đây là mấy cái đường ra của nguồn ra của cục công suất này, anh em cắm từ cái thằng CD này cắm lên nguồn này luôn, là lấy nguồn luôn cấp cho nó nhá. Đấy, để cho nó gọn, gọn cả bộ luôn, trong bộ luôn. Chỗ này dính băng dính này, tí em sẽ lau nốt cho anh em chỗ này băng dính đi nhá. Đấy. Giá thì bộ trên này là 1.860.000 anh em nhá. Anh em lấy thêm CD. Nếu mà anh em lấy thêm CD ấy thì em để cho anh em 800.000 cái CD này nữa nhá. Đấy, 1860. Đấy. Nếu anh em lấy CD để cho em 800.000 cái CD nhé. Còn nếu mà anh em mua lẻ cái CD ấy, em bán lẻ là 1 triệu nhé. Anh em lấy cùng thì em để cho anh em 800 thôi. Còn nếu mà bán lẻ là 1 triệu nhé. Đấy. Nếu anh em lấy cả bộ này là 2660. 2660 cả bộ này. Đấy. Còn tách nguyên cái âm ly này là 1860. Đấy. Còn nếu mà lấy cái CD này là 1 triệu lẻ nhé. Các bác mua gì em bán đấy. Tất cả đều sản xuất tại Nhật hết. Mỹ, Japan đây. Đây là CD nhé. Mình ra bàn nhé. Rồi, anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.